Xíu đi anh, em đang chạy về nha, ngồi quán cà phê ở đâu đợi chút đi. Cái chỗ bữa kỳ anh em mình ghé kỳ đó chứ.
Anh Hoàng ấy chạy dần xuống đi, xong anh dừng để cho anh em dừng luôn. Đây. Ủ má là nào chạy trước, nó ngon hả? Tôi nha. Tập công việc